lại chương trình của bạn, trình ngắn trở lại chương trình. Một số Secret Service hoàn toàn vẫn sửng sốt cho tới ngày hôm nay. Cái tình báo khép lại cái cuộc điều tra chất coca tại tòa bạch phiến đã không xác định đối tượng nghi can. Một chuyên gia an ninh đã từng làm việc cho cục bảo vệ tổng thống Secret Service hơn 20 năm vừa lên tiếng bày tỏ sự bất ngờ khi cơ quan này đã kết thúc cuộc điều tra dù việc phát hiện chất coca tại một trong những tòa nhà an ninh nhất thế giới mà không xác định được nghi can nào. Tháng trước, trong cuộc họp với Quốc hội, cơ quan bảo vệ cho biết không tiến hành cuộc phỏng vấn điều tra nội bộ. Chỉ có khoảng 500 đối tượng nghi ngờ sẽ kết thúc cuộc điều tra trong những tuần tiếp theo. Charlie Marino, cựu đặc vụ quản lý cho biết, tôi bất ngờ vì chúng ta đang nói về cái đặc vụ có trí tuệ tận tâm những người điều tra tội phạm xuất sắc nhất. Bạn có thể nói với họ hãy tiến tận cùng của vấn đề. Đó chính xác là họ sẽ làm. Ông cũng thắc mắc tại sao vụ này lại được xử như một túi Coca-Cola nhỏ bình thường trên phố mà không có gì đặc biệt. Tại sao không coi đây là vấn đề lớn khi nó phát hiện tại tòa Bạch Phiến? Nếu không coi là mối đe dọa, tại sao triệu tập Hamas, một đội hủy diệt chất độc tới? Ông cũng nhấn mạnh khoảng 500-600 người đi vào tòa Bạch Phiến trong khoảng thời gian cụ thể những nghi phạm tiềm năng không nên được phép quay trở lại tòa Bạch Phiến nếu mà cuộc điều tra liên bang không điều tra họ. Vụ việc này gây ấn tượng mạnh với công chúng. Ông Marino muốn tông trình về việc kiểm tra cái chuỗi quản lý chất coca và kiểm tra được công khai cũng như bảo đảm video hình ảnh được xét kỹ lưỡng. Ông cũng phê phán rằng không có một cơ chế ép buộc nào có thể đưa cái đầu mối cho cục bảo vệ tổng thống về việc ai sở hữu cái chất này. Cơ quan bảo vệ tổng thống Mỹ được cho là cơ quan thực thi pháp luật độc lập, nhưng việc kết thúc cuộc điều tra nhanh chóng sẽ tạo ấn tượng rằng có ảnh hưởng chính trị trong truyền thông. Công chúng sẽ nghĩ cục bảo vệ tổng thống Mỹ đã mở cửa mình cho điều này, ông Marino nói. Ông cũng lập luận rằng giám đốc cục bảo vệ tổng thống là người được chỉ định chính trị, nhưng giám đốc là một vị trí nghề nghiệp. Điều đó phải làm cho họ để gỡ bỏ khỏi chính trị hóa tổng thể, ít nhất là như vậy. Từ trước khi không, tôi hoàn toàn không biết. Và đó là bản tin ngắn. Chào tạm biệt.